gian Tây nổi lại biên xa, ta đi một tay lớn mãi về nơi sơn hà. Mắt cánh bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao ta quay buồn rời rời. Bàn tay ta nắm đôi chân một vòng Việt Nam. Từ băng vô Nam nổi lên nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vườn hẹn núi đồi. Cờ nối gió đêm vui nở ngày, dòng mong nối con tim đồng loại, tình người trong ngày hơi, anh cố nói con xa vời vời, nhìn chiếc nôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Nổi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn vai để nối sơn hà. Mắt cánh bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao ca quay buồn trời rơi. Ok không ạ? Đấy thì hiện tại là anh em mình đang đến địa điểm xã của Lui. Đấy, xã này là có rất là nhiều hộ dân nghèo, thì mình cũng đã nói với là chủ tịch xã ở đây rồi là sẽ chọn cho 1.800 hộ dân nghèo. Hiện tại là đang chất 1, 2, 3, 4 xe tải đấy gạo thì ở đây nha các bạn, rất là nhiều. Rồi, bây giờ là sẽ để cho tất cả mọi người chất gạo để tí đọc từng số một. Tại vì anh em mình có phát phiếu cho người dân rồi. Bây giờ đọc số là người dân sẽ lên lấy và đưa cái phiếu ấy cho mình. Thì tất cả số gạo này được cô Vũ Thị Bích Nga và chú Nguyễn Quang Quế, số 32 phố Tràng Tiền, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, gửi tặng tất cả người dân 1.800 bao gạo, gạo 10 cân nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Russia. Thank you.
Ho di questo fa veloce, ma non è organizzato,
Xa vời vời, người chiếc nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nói chim bồ.